Best Channel Marketing có 3 cách giúp doanh nghiệp bán được nhiều hàng giữa đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành và phát tán trên phạm vi toàn cầu, thì khá nhiều chủ doanh nghiệp có thể lo lắng về việc làm thế nào để vượt qua được giai đoạn đầy thách thức này. Sau khi Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat công bố gói hỗ trợ khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19 vào ngày 26 tháng 3 năm 2020, hầu hết các doanh nghiệp đều vui mừng khi biết rằng chính phủ Singapore sẽ trợ cấp lương ở mức từ 25 đến 75% cho tất cả các lao động địa phương. Vậy làm thế nào để một doanh nghiệp có thể bán được nhiều hàng và tạo ra được doanh thu khả quan trong giai đoạn khó khăn hiện nay? Best Channel Marketing Pty Ltd chia sẻ 3 cách để các doanh nghiệp có thể tiếp thị tốt hơn giữa lúc xảy ra đại dịch COVID-19. Cách thứ nhất, hiểu rõ những con số quan trọng trong doanh nghiệp của bạn. Lời khuyên đầu tiên là mọi chủ doanh nghiệp cần nhận thức được hai số liệu quan trọng. Hầu hết các doanh nghiệp nên dành thời gian tăng trưởng chậm này trong đợt bùng phát COVID-19 để thực sự ngồi xuống và tìm hiểu những con số này trong hoạt động kinh doanh của mình. Đó là chi phí để có được một khách hàng và một khách hàng đáng giá bao nhiêu đối với họ. Một khi hiểu rõ hai số liệu này thì họ sẽ dễ dàng mở rộng quy mô hơn. Bạn thử thấy trong chương trình truyền hình nổi tiếng Shark Tank, Kevin O'Leary sẽ hỏi chủ doanh nghiệp về hai con số này. Hầu hết các chủ doanh nghiệp đều cảm thấy lúng túng và họ không có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi này. Đó chính là lý do tại sao họ nỗ lực và tìm mọi cách để mở rộng quy mô kinh doanh. Chi phí để có được một khách hàng thường được xác định bởi số lượng khách hàng chuyển đổi cho chi tiêu tiếp thị của bạn. Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp của bạn chi ra 1.000 Singapore Dollar cho quảng cáo và điều đó mang lại cho bạn một khách hàng trả cho bạn 5.000 Singapore Dollar, chi phí bán hàng ít hơn. Chi phí để có được một khách hàng là 1.000 Singapore Dollar và khách hàng đó trị giá 5.000 Singapore Dollar đối với bạn. Khi bạn có được hai con số này, thật dễ dàng để bạn dành ra ngân sách cho bạn để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của mình. Hầu hết các doanh nghiệp phải hiểu hai con số này vì chúng là chìa khóa để phân bổ số tiền cần thiết cho mỗi đô la tiếp thị có ý nghĩa. Cách thứ hai, chỉnh sửa thông điệp tiếp thị của bạn để tiếp cận một nhóm người rộng lớn hơn. Mẹo thứ hai cho các doanh nghiệp là bắt đầu sử dụng công thức thị trường lớn hơn, Larger Market Formula. Ý tưởng là điều chỉnh thông điệp tiếp thị của bạn để bạn không nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng mua hàng hóa và dịch vụ của bạn ngay lập tức. Nếu bạn nhìn vào hầu hết các doanh nghiệp, họ chủ yếu hét giá, giảm giá và bán hàng cho khách mua ngay bây giờ. Mọi chiến lược như vậy không thể thọ được lâu, vì làm như vậy sẽ chủ yếu là cạnh tranh về giá. Nếu như bạn sống bằng giá thì bạn sẽ chết theo giá. Hơn nữa, khi bạn trực tiếp thực hiện một lời đề nghị cho khách hàng của mình, bạn chỉ tiếp cận được tới 3% thị trường muốn nhận ưu đãi ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn không thể tiếp cận 97% còn lại của thị trường. Những người có thể nhận thức được vấn đề nhưng không chủ động tìm kiếm giải pháp. Đó là nơi mà việc điều chỉnh thông điệp tiếp thị của bạn sẽ giúp cải thiện doanh số bằng cách dẫn dắt vào các giới hạn. Hãy tưởng tượng một kịch bản mà một chàng trai gặp một cô gái tại một quán bar. Anh ta không thể đi thẳng đến chỗ cô gái và yêu cầu cô kết hôn với anh. Đầu tiên, anh ấy phải xin số điện thoại của cô gái, hẹn hò với cô một vài lần, thậm chí là rất nhiều lần trước khi ngỏ lời cầu hôn. Điều tương tự cũng xảy ra với việc tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của bạn. Vì vậy, để đặt điều đó vào viễn cảnh, nếu bạn đang muốn bán một phần mềm kế toán, bạn không nên trực tiếp đưa ra đề nghị giảm giá 10% trong thông điệp tiếp thị của mình. Động thái này sẽ chỉ thu hút những khách hàng đang tìm kiếm một giải pháp và muốn mua một phần mềm kế toán ngay lập tức. Mặt khác, nếu bạn muốn điều chỉnh thông điệp tiếp thị của mình để nói điều gì đó đại loại như bạn không bao giờ phải thuê một kế toán viên sau khi đọc điều này, thì sẽ thu hút đáng kể nhiều người tìm hiểu về phần mềm kế toán của bạn. Bằng cách đó, có sự mở rộng phạm vi thị trường tiềm năng với một điều chỉnh đơn giản trong thông điệp tiếp thị của bạn. Cách thứ ba, tập trung vào các khách hàng hiện hữu và để cho chính đối tượng này giới thiệu tiếp cho bạn. Do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, nên hầu hết các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm khách hàng mới vì tâm lý của các nhà đầu tư sụt giảm ở mức thấp nhất. Để đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho doanh nghiệp của bạn, thì điều quan trọng là phải làm việc với các khách hàng hiện hữu để tạo ra trải nghiệm phi thường cho họ. Bằng cách đó, bạn có thể bắt đầu tạo ra được nhiều doanh nghiệp truyền miệng hơn. Việc thu hút được khách hàng tiềm năng hoặc cách tiếp thị tốt nhất mà mọi doanh nghiệp sẽ nhận được là những lời giới thiệu từ chính khách hàng hiện hữu. Lời giới thiệu như vậy rất có khả năng giúp cho doanh nghiệp của bạn có thêm một khách hàng mới. Bằng cách cung cấp giải pháp và dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng hiện hữu của bạn, bạn sẽ tạo ra được nhiều thiện chí và niềm tin giữa các khách hàng hiện hữu của bạn. Điều lý tưởng nhất là khách hàng hiện tại sẽ liên tục giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của bạn đến những người xung quanh họ. Cung cấp trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng là cách tốt nhất để doanh nghiệp tồn tại. Vậy nên bạn đã có được 3 mẹo kinh doanh để có thể duy trì hoạt động kinh doanh của mình giữa đại dịch COVID-19. Media Outreach Corporate News, báo tin tức.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thiết kế website trọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng.
tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, mua bán.net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978 106 552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này.